trước mặt bà con là quang cảnh cái buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của ông Trần Quang. Và ở đây thì tôi sẽ chứng minh cho bà con thấy cái buổi lễ này, ngay trong cái buổi lễ này là nó đã lừa dối rất nhiều thành viên ở đây, hội đồng, kể cả lừa dối là dư luận nữa. Là bởi vì sao? Cái clip này sau đó được đăng lên trên cái kênh của ông Trần Quang ấy, và để tránh không bị đánh bản quyền một lần nữa giống như bên chùa Hoàng Pháp đánh tôi ấy, thì một lát nữa tôi sẽ mở cái đoạn thoại nhưng mà tôi đã làm méo tiếng đi rồi. Còn ai muốn nghe nguyên tiếng thì qua bên Facebook Nguyễn Sinh nha bà con. Ở bên đó, bởi vì cái đoạn này tôi cũng lấy ở bên Facebook Nguyễn Sinh về. Nhưng mà nhẽ ra nếu bình thường thì là tôi sẽ đưa lên nguyên vẹn cái đoạn này thì nó rất là hay. Nhưng mà có điều rằng là bây giờ là phải cảnh giác. Đó. Do đó bây giờ là bà con xem. Cái cô này sẽ là cái người công bố những cái thành phần, rồi công bố cái điều kiện để cho ông Thích Trân Quang là bảo vệ luận án tiến sĩ. Và cô này công bố cổ cho biết rằng lúc này ông Trân Quang đã có thạc sĩ rồi, có bằng thạc sĩ rồi bà con ha. Đó, thì bây giờ mời bà con nghe, và một lát nữa tôi chứng minh rằng ông ấy không hề có bằng thạc sĩ. Tôi phải chứng minh lại, mặc dầu báo chí 2-3 hôm nay đều khẳng định là ông không có bằng thạc sĩ, nhưng mà tôi chứng minh lại theo cái cách là của tôi. Bây giờ mời bà con nghe cái cô này đọc nha. Cô này đọc. Bà con nghe không? Bà con nghe rõ ràng chưa? Đã tốt nghiệp thạc sĩ bằng giỏi ha? Nghe rõ chưa? Đó. Ở đây có chứng chỉ ngoại ngữ, trình độ ngoại ngữ là IELTS 6 chấm. Bà trong con... hồ sơ có thể hiện bảng điểm các môn học tại trình độ thạc sĩ với các số điểm và điểm. Bà con nghe rõ chưa? Có bảng điểm của với trình độ thạc sĩ luôn. Và đã tốt nghiệp thạc sĩ. Bây giờ để tôi quay lại là cái này ha. Để tôi lấy lùi nó lại nha bà con. Tôi lùi lại. Bà con nghe. Một sự lừa dối trắng trợn chưa? Để một lát nữa. Bây giờ bà con tạm nghe như thế đã. Nghe lại này. Xin được đến với khoa học. Cổ nhân chính sinh họ và tên Phương Tấn Việt. Sinh ngày 9 tháng 12 năm 1929, nơi sinh tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, quê quán tại Tây Ninh, quốc tịch Việt Nam. Chỗ ở và nơi công tác hiện nay là chùa Phật Quang, thôn Trung Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và trong quá trình đào tạo thì nghiên cứu sinh đã học đại học luật, ngành học là luật học, nơi học tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã tốt nghiệp học viện thạc sĩ bằng đỏ. Bà con nghe chưa? Có nghĩa rằng là bây giờ bà con hình dung đây là cái buổi này là công bố với lại rất nhiều người, kể cả hội đồng phản biện ha. Rồi nói chung là công bố thì khi công bố đó là lừa dối, là có thạc sĩ đúng không? Rồi đây, bây giờ mời bà con xem có hay không biết liền nha. Đây là cái luận án thạc sĩ tiến sĩ của ông Thích Trân Quang. Tôi tải từ trên trang web của Đại học Luật Hà Nội. Đấy không? Đó. Tôi tải ở trên đó luôn. Không chừng một vài ngày nữa thì cái này nó sẽ biến mất. Đó.
Có lẽ mai tôi sẽ làm cái quá trình tải, tôi thu lại. Đấy. Thì trong cái phần luận án này ha, cái này là bằng file PDF đó bà con. Đây. Thì bà con thấy đó. Thấy không? Vương Tấn Việt đúng không? Đề tài. Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Đây đây, tôi xịt qua đây một xíu cho bà con thấy. Ai cần cái này tôi có thể gửi qua Zalo, hoặc là bà con lên tải ở trên đó cũng dễ lắm. Đã. Bà con cứ gõ cái cụm từ này rồi xong rồi là vô Google bà con tải được dễ. Rồi bây giờ tới cái trang này nè. Tới cái trang này mới quan trọng. Đó, hồi nãy giờ là tôi đã mở cho bà con nha. Bây giờ tới cái lời cảm ơn nha. Lời cảm ơn ha. Thấy không? Lời cảm ơn rồi. Chúng ta đọc cái lời cảm ơn này. Nó sẽ có nhiều vấn đề ở trong đây. Ha? Đọc lời cảm ơn. Đọc lời cảm ơn. Lời cảm ơn. Nghiên cứu sinh. Xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Luật Hà Nội và tất cả quý thầy cô bộ môn đã giảng dạy chúng tôi trong chương trình đào tạo bậc cử nhân luật, và quý thầy cô đã giảng dạy các học phần bổ sung ở trình độ thạc sĩ. Bà con thấy không? Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Thấy không? Tôi không biết là tôi có phóng lên là có được hay không? Thấy không? Các học phần bổ sung ở trình độ thạc sĩ. Đúng không? Như vậy thì nó nói cái gì? Nó nói cái chuyện cái người giới thiệu ở cái buổi luận văn, bảo vệ luận văn kia là láo toét, là lừa đảo, là lừa dối nhiều người, trong đó có lừa dối luôn cả hội đồng, có khi là lừa dối cả hội đồng của trường và của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chúng ta lưu ý rằng là cái luận án tiến sĩ thì nó bảo vệ ở trường và là bảo vệ ở bộ ha. Nhưng mà có những luận án thì là hình như nó chỉ bảo vệ ở trường thôi. Đó. Bà con thấy không? Đúng không? Đây. Đây này. Cảm ơn đây này. Quý thầy cô đã giảng dạy các học phần bổ sung ở trình độ thạc sĩ. Bổ sung có nghĩa rằng là gì? Là không có bằng thạc sĩ thì mới cần giảng dạy các giáo trình bổ sung, đúng không? Thế còn cô kia cô nói là cái kiểu gì? Thấy không? Cô láo toét ra cái kiểu gì? Nghe lại. Nghe lại cô này cô láo toét ra cái kiểu gì? Thấy không? Đấy. Láo toét ra kiểu gì đây? Thấy không? Đấy. Nghe đây. À. 2 năm 1929, nơi sinh tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, quê quán tại Tây Ninh, quốc tịch Việt Nam. Chỗ ở và nơi công tác hiện nay là chùa Phật Quang, thôn Trung Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và trong quá trình đào tạo thì nghiên cứu sinh đã học đại học luật, ngành học là luật học, nơi học tại thành phố Hồ Chí Minh, đã tốt nghiệp học viện thạc sĩ bằng giỏi và ở đây có chứng chỉ ngoại ngữ, trình độ ngoại ngữ là IELTS 6 chấm. Trong hồ sơ có thể hiện bảng điểm các môn học tại trình độ thạc sĩ với các số điểm là điểm thấp nhất là 8.1, điểm cao nhất là 8.9. Và có bảng điểm ở trình độ tiến sĩ. Như vậy là giả ha? Có luôn cả cái bảng điểm của trình độ thạc sĩ. Như vậy là giả trắng trợn đúng không? Chứ còn gì nữa? Giả trắng trợn. À, giả rất trắng trợn. Không những ghi trong phần lý lịch mà còn bảo rằng có bảng điểm nữa, đúng không? Đấy. Để tôi xem. À, là cô này đây, cô mặc áo trắng đây. Và bên này thì coi bên này xíu là có cái ông này chắc chủ tịch hội đồng đúng không? Như vậy giả trắng trợn đúng không? Đây, đề nghị cơ quan điều tra phải vào cuộc. À, cái này rõ ràng này, đề nghị cơ quan điều tra phải vào cuộc với một cái sự giả mạo trắng trợn luôn. Đấy.